Múp băng cùng Mẫn nha. Ngoại ơi, ngoại đang làm gì đó? Đang chọn nước trà. Bán được nhiêu rồi ngoại? 20 bịch rồi. Rồi tới cái khúc này á, nhà nào mà có các bậc phụ huynh mà không có chịu ngồi không nha, cứ phải muốn làm gì, cứ phải muốn làm cái gì đó thì mới hiểu được cái cảnh này. Không có làm á thì kêu buồn chán, xong rồi bày ra làm ha, mà bày ra làm mệt cái chửi. Mà thôi, trộm vía là nay gia đình Mẫn cũng đã ổn định nhà mới rồi, xong xuôi hết rồi, nên bà ngoại cô Ca muốn bán bánh tráng trộn với lại xôi xoài. Nói chung đam mê của bà ngoại là nấu nướng mà chịu thôi. Hôm nay mình sẽ múc băng đồ của bà ngoại cô Ca bán nha. À, bánh tráng trộn với lại xôi xoài. Bánh tráng trộn gì một bịch là ngoại bán nhiêu ngoại? 10k. Chỉ có 10.000 thôi. Có 2 trái chanh cúc nha. Ngày đầu khai trương biết sao 3 trái không? Tại phiên mãi cho khách mua ngày khai trương, còn này là 2 trái nè. Còn bánh tráng thì 10.000 là nhiêu đây đúng không ngoại? Nhưng mà khi mà mình trộn hết cái đồ vô và mình tiếp đi xa thì nó sẽ teo lại, nó dính lại với nhau nha cả nhà nghe. Muối nhuyễn với lại muối tôm với muối sạch. Dạ. Rồi, nhiêu đây luôn hả mẹ? Đúng. Cho hết nhiêu đây luôn, thật sự. Ok. Con sợ mặn quá à. Con cho ít thôi nha. Thì tuyền. Tùy người. Ăn mặn, ăn không mặn nha. Nhưng mà mẹ tôi sẽ trộn thêm một cái công thức riêng. Dầu, tỏi, phi. Hết luôn. Hết luôn. Mỡ hành. Hết luôn. Sà tế nhà làm, mỡ hành là nhà tự thắng nè, sa tế nhà cũng tự mần luôn, dầu tỏi nhà cũng tự làm luôn. Cái style nhà Mẫn nào giờ đó là chỉ thích ăn là coi như là ăn đơn giản vậy thôi. Mình không có thích ăn quá nhiều topping, giống như là có thêm xoài đồ này kia, kho bò được nhiều quá thì mình không có thích. Nói chung là tùy style mỗi người. Mẫn không biết là cả nhà thuộc team nào nha. Có người thì người ta thích ăn bánh tráng trộn, nhưng mà người ta để riêng cái trứng cút ra, ăn tới đâu ta cắn tới đó đúng không? Nhưng mà Mẫn kiểu trộn vậy nè, Mẫn lại thích bóp cái trứng cút vô, nó béo hơn, đúng không mẹ? Đúng rồi, cái bóp ra còn như cá vậy. Thì từ từ chưa. Thôi trộn mỗi tay thiệt nha. Trộn có miếng mỗi tay quá. Tại trộn ta đều phải trộn lâu lắm. Mẫn sẽ bóp cái trứng cút ra luôn nha cả nhà nha. Tại cái này là cái style ăn uống của mỗi người thôi, không có ai giống ai. Dạ. Sorry, bà dây. Đó. À. Trời là trời. Sorry. Mình sẽ bóp cái trứng này luôn. Bánh chén trộn nha, mà mình bóp cái trứng cút vô ăn hả? Trời ơi, nó béo, nó ngon lắm cả nhà. Bị mệt á. Ở nhà, đây, thành phẩm đây. Mình ship đi xa để hồi nữa nó teo lại miếng nữa. Đầu tiên là mình sẽ uống một miếng trà me của cái tiệm cà phê. Ăn bánh tráng trộn mà uống trà me muối ớt rồi đó, nhức cái nách đi nha. Mời cả nhà cùng ăn. Bánh tráng này á của bà ngoại cô Ca lấy là bánh tráng dẻo nên ăn nó cũng ra dai dai trong miệng á nha. Nếu mà bạn nào mà cái style thích ăn bánh tráng trộn đơn giản, có mỡ hành béo béo rồi thơm mùi tỏi phi và cái cay sa tế rồi sẽ rất là thích cái kiểu trộn này. Bóp trứng cút béo. Mẹ ví dụ bạn nào mua thêm trứng cút thì mẹ có bán không? Có. Nhai bánh tráng là lên cơ hàm nha mấy ní. Có một người mà thích ăn trứng cút như Mẫn, cỡ Mẫn phải 10 trứng. Trời ơi, mẹ thật sự mẹ cho có 2 trứng nữa. Thì làm đúng như bán. Chứ để sao mẹ ăn nhiều cái mấy bạn mua cái bạn nó ủa xong rồi mẹ ăn 5 6 trứng mà trong đây có bán 2 trứng. Cả nhà thông cảm nha, mình ăn bánh tráng trộn mình sẽ hơi chép miệng chút xíu. Cái này thì các bạn có thể tới 235 xuyệt 68 đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú để mua nha. Trời ơi, nó trứng cút rồi. Cái này mẹ bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Thì bắt đầu từ 9 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm. Thôi biết đâu không? Clip thời lượng có hạn mà ăn hết cái bánh tráng nữa lâu, bánh tráng nó dai á cả nhỏ. Thì mình sẽ chuyển qua xôi xoài. Bánh tráng không chỉnh.
xôi xoài. Xôi này ở nhà bà ngoại cô ca cũng tự nấu. Và nước cốt dừa bà ngoại cô ca cũng tự thánh luôn nha cả nhà. Này nhiêu phòng mà? 50k. Ui, thứ nhất là hạt xôi sẽ rất là dẻo, béo và có một cái độ ngọt nhất định nha. Xôi rất béo luôn. Trong bếp xoài á thì sẽ cố gắng mua cái xoài ngon, xoài ngọt. Nhưng mà nhiều khi lâu lâu á nó cũng sẽ có hơi lạc hơn so với bình thường tí xíu cái xoài nha. Thì cả nhà thông cảm nha. Tại nhiều khi cái trái xoài mình đâu có biết. Thôi nó dẻo, nó thơm mà rất là béo luôn nha cả nhà. Dính cái món này. Rồi qua hát cũng muốn ăn xoài xoài mấy chặt hết. Thì xôi á sẽ có ngày là nó lá dứa như vậy, có ngày nó xoài trắng, tùy ngày ha. Mốt rảnh rảnh á, bà ngoại có ca làm thêm màu hoa đậu biếc rồi đó. Mà cũng dơ hình rồi đó, cho đẹp. Mẹ, con thấy một phần xôi vậy ăn no luôn á. Mình cứ dính miếng xôi, miếng nước cốt dừa, miếng xoài làm tới vậy. Trộm vía là được bạn bè gần xa yêu thương nha. Bán 3 ngày mà đi cũng được khoảng 300 bịch rồi đó. Bà ngoại cô ca vui dữ lắm. Cảm ơn cả nhà.